Đây là một anh bộ đội người Lào, còn cô gái mặc bộ váy vàng đến từ Việt Nam là một khán giả của kênh Lào Việt Channel có liên hệ với mình. Hôm nay cô ấy sang Lào đi du lịch, mình đã dẫn cô ấy đi các địa điểm du lịch ở Lào và có ghé vào thăm một đơn vị hậu cần của bộ đội Lào. Và ngay bây giờ thì anh bộ đội này sẽ hát tặng cho cô gái Việt Nam một bài hát. Bài hát tên là gì? Hai bên À, đây hai bên anh. rồi, ok, hát luôn. Một mùa thu tàn úa, lá vàng rơi khắp dân, mình anh đây đây cô đơn lặng lẽ. Từ khi em xa đi, từng hàng cây trước sân, sự nhớ cũng đã rất sơ đi đâu. Rồi mùa thu đi qua, khi mùa đông đã về, sớm mong tin em như sao sang trời. Người yêu ơi em có còn yêu anh nhớ không, mà dẫu cũng thuê một lời cho nhau. Người yêu ai có biết anh yêu em nhiều lắm, những đêm trường xa vừa tay nắm tay nghẹn ngào, lòng hạnh phúc biết bao ngờ rằng anh còn đây. Nụ ngân tra ngất người ôi tình yêu tuyệt vời. Người yêu ai có biết anh yêu em nhiều lắm, đã bao năm tháng qua anh vẫn vô nguyện ra rằng em đang ở đâu hay về để bên anh. Tình yêu ta đắp lên cho mùa xuân rạng Còn căn bên thì là lớp B. ngời. Em ơi, ok làm kỷ niệm đây. Ơi. Đang đà hưng phấn, anh hát luôn một bài nữa để tặng cho cô gái Việt Nam, để cô ấy khi về Việt Nam rồi không quên được mình. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cây rách đầu đống khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Hoa xưa thôi rơi em bên tôi một chiều ta lên đường cờ như xưa, chậm chậm bước ta về. Hà Nội mùa này chiều không bóng nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cưới con, cơn cóc diều liêu một cô thơ. Hồ Tây tím mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nào lên đôi tay mị quá. Em buổi thương nay thương nhớ còn đây. Hay quá. Cảm ơn anh nhiều. Phòng hậu cần nơi mà có anh bộ đội Lào hát rất là hay, vừa hát tặng cô gái Việt Nam hai bài đấy, nó nằm trong quần thể khách sạn Siêng Khoảng View. Nếu quý vị có dịp đến thị xã Phôn Sa Văn, tỉnh Siêng Khoảng thì liên hệ với mình sẽ làm hướng dẫn viên lên khách sạn Siêng Khoảng View, tiếng Lào còn gọi là Hồng Heo Siêng Khoảng View. Quý vị sẽ được ngắm toàn cảnh của thị xã và đặc biệt là lên đây có cảm giác như mình đang đi lên Đà Lạt của Việt Nam, bởi vì có rất là nhiều cái đặc điểm giống nhau như là thời tiết cũng rất là mát, nhiệt độ cao nhất cũng khoảng tầm 30-31 độ thôi ở mùa hè. Còn có những cái đồi thông cũng giống như Đà Lạt, rồi cái địa hình nói chung không khác gì Đà Lạt. Nhưng có một điều là vì ngân sách ở Lào nói chung, ở Siêng Khoảng nói riêng đang còn rất là thiếu thốn, cho nên là chưa thể đầu tư xây dựng được để trở thành những cái thành phố du lịch xinh đẹp như Đà Lạt. Chứ nếu trong một tương lai không xa thì có thể Siêng Khoảng mà phát triển thì nơi đây cũng giống như là một cái Đà Lạt của Việt Nam vậy. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.